Cô quay lại ha, cô nhắc lại buổi học tuần trước thì mình đã tìm hiểu xong đến phần tiêu hóa xong các cái hợp chất carbohydrate và sản phẩm cuối cùng của sự tiêu hóa các cái hợp chất carbohydrate. Như các em đã biết là các loại đường đơn, và chúng ta có ba loại đường đơn có thể được hấp thu vô các cái tế bào nông mạc ruột non. Ba loại đường đơn đó là glucose, fructose và galactose. Và vấn đề chúng ta cần tìm hiểu ở đây là các loại đường đơn đó sẽ được hấp thu vào các tế bào niêm mạc ruột non thông qua cơ chế gì? Và để trả lời được câu hỏi này thì cô nhắc lại ha, cơ chế vận chuyển các cái chất dinh dưỡng qua màng tế bào. Thì để vận chuyển được các cái chất dinh dưỡng qua màng tế bào thì chúng ta có hai nhóm cơ chế vận chuyển. Nhóm thứ nhất là sự vận chuyển chủ động và nhóm thứ hai là sự vận chuyển chủ động. Vận chuyển bị động ha là một nhóm các cái phương pháp vận chuyển ha mà thuận chiều với gradient nồng độ, nghĩa là các chất dinh dưỡng sẽ được vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. Và vì vậy, do cái quá trình vận chuyển cùng chiều với gradient nồng độ cho nên chúng ta không cần cung cấp năng lượng cho quá trình vận chuyển này. Bữa học trước thì sau khi xem clip thì chúng ta đã thấy có một số chất dinh dưỡng được vận chuyển thông qua tế bào niêm mạc ruột non theo cơ chế vận chuyển bị động này. Ví dụ chúng ta có các hợp chất lipid, ví dụ chúng ta có các phân tử nước, vitamin, rồi và liên quan đến các cái hợp chất carbohydrate chúng ta thì thuộc cơ chế vận chuyển bị động thì chúng ta có sự vận chuyển của fructose vào tế bào niêm mạc ruột non thông qua một con kênh protein. Sự vận chuyển fructose này, cô nhắc lại, đi thuận chiều với gradient nồng độ và không cần cung cấp năng lượng. Con kênh được dùng để vận chuyển fructose xuyên qua các cái lớp màng tế bào niêm mạc ruột non là cái con kênh GLUT4, con kênh protein vận chuyển fructose và không cần có sự tham gia của bất kỳ một thành phần nào khác, cũng như không cần có sự cung cấp năng lượng. Rồi, một nhóm cơ chế vận chuyển các chất dinh dưỡng qua màng tế bào nữa là sự vận chuyển chủ động. Đã là sự vận chuyển chủ động thì phải có năng lượng cung cấp. Thì sự vận chuyển này mới xảy ra được. Lý do tại sao cần năng lượng là vì sự vận chuyển này ngược chiều với gradient nồng độ. Và đoạn clip mình tìm hiểu buổi học trước, người ta cũng đã giới thiệu một vài chất dinh dưỡng có thể được vận chuyển thông qua cơ chế vận chuyển chủ động này. Ví dụ, sự vận chuyển của natri từ trong tế bào ra ngoài tế bào và ngược lại của kali. Và thuộc nhóm vận chuyển này thì chúng ta có hai loại đường đơn là glucose và galactose sẽ được vận chuyển từ bên ngoài tế bào niêm mạc ruột non xuyên qua lớp màng tế bào niêm mạc và vào bên trong. Sự vận chuyển này có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, để vận chuyển được glucose thì phải có sự tham gia của hai ion natri và phải có sự cung cấp năng lượng ATP từ trong màng tế bào. Được chưa? Và sự vận chuyển này ngược chiều, nghĩa là glucose sẽ được vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao. Và vì vậy, nó cần phải có năng lượng. Như vậy, tóm lại chỗ này, chúng ta lưu ý, muốn vận chuyển được một phân tử glucose xuyên qua màng tế bào niêm mạc ruột non thì chúng ta cần hai ion Na cộng. Và cái con kênh được sử dụng để vận chuyển glucose và hai ion Na cộng, người ta gọi là con kênh SGLT. Được chưa? Rồi. Như vậy, tóm lại thì riêng với các sự vận chuyển đường đơn qua màng tế bào thì nhớ giùm cô, glucose và galactose sẽ được vận chuyển chủ động thông qua cái màng tế bào với hai ion Na cộng thông qua con kênh protein là SGLT. Sự vận chuyển này người ta gọi là cross transport, nghĩa là sự đồng
vận chuyển, nó thuộc nhóm cơ chế vận chuyển chủ động. Và ngược lại, fructose sẽ được vận chuyển từ lòng ruột non vào tế bào niêm mạc ruột non theo hình thức là người ta gọi là khuếch tán các chất màng. Chỉ cần cái con kênh protein là GLUT là có thể vận chuyển được fructose, không cần có sự tham gia của dị ứng nào cả. Như vậy, liên quan đến sự vận chuyển này thì cô lưu ý, thứ nhất là một trên cái cấu tạo màng tế bào niêm mạc ruột non của một số người thì do sự khiếm khuyết trong quá trình sinh tổng hợp protein thì có thể thiếu đi các cái con kênh protein có thể vận chuyển được glucose cùng với IMNA cộng các con kênh SGLT. Được chưa? Và sự khiếm khuyết các cái con kênh này nó sẽ làm dẫn đến hậu quả gì? Glucose nó sẽ không được hấp thu hoặc là hấp thu không hiệu quả vào bên trong tế bào niêm mạc ruột non và sẽ bị đào thải ra ngoài qua phân. Thế như vậy, vấn đề này nó sẽ dẫn đến một cái hệ quả là chúng ta không thể hấp thu được năng lượng từ thức ăn. Đây là một cái bệnh mà rất nghiêm trọng với trẻ em. Vì sao? Vì nếu không nhận được đường glucose cung cấp từ lòng ruột non vào tế bào niêm mạc ruột non thì chắc chắn glucose sẽ không được chuyển hóa thành năng lượng và nó sẽ ảnh hưởng tới một số chức năng khác của cơ thể. Rồi, thì hôm nay chúng ta vấn đề mà chúng ta sẽ giải quyết trong buổi học ngày hôm nay là sau khi các loại đường đơn được vận chuyển từ bên ngoài lòng ruột non vào tế bào niêm mạc ruột non thì thứ nhất nó sẽ được vận chuyển đến đâu và cơ chế vận chuyển là gì? Và theo sơ đồ này thì các em sẽ thấy là gì? Sau khi glucose, fructose và galactose hai được vận chuyển từ lòng ruột vào tế bào niêm mạc ruột thì sau khi đã vào được tế bào niêm mạc ruột thì các loại đường đơn này sẽ khuếch tán tiếp tục thông qua các con kênh protein và sẽ được hấp thụ vào tĩnh mạch. Được chưa? Và có một cái vấn đề mà các em lưu ý. Sau khi đã được hấp thụ vào tế bào niêm mạc ruột thì hầu như kể cả glucose, fructose và galactose sẽ sử dụng con kênh GLUT, nghĩa là cái con kênh có khả năng vận chuyển các loại đường đơn mà không cần có sự tham gia của ion NA+. Nhớ cho cô điều này nha. Đấy, nó thay đổi cơ chế vận chuyển á, nghĩa là từ bên ngoài vận chuyển vô riêng với glucose. Sở dĩ người ta đề cập nhiều tới glucose vì glucose nó sẽ chiếm tới khoảng 80% thành phần các loại đường đơn sau khi được cơ thể chúng ta tiêu hóa hoàn toàn. Phần còn lại nó là fructose và glucose. Thì lưu ý nè, nhớ kỹ chỗ này. Từ lòng ruột non vào tế bào niêm mạc ruột non thì nó cần có sự có mặt của hai ion NA+. Như từ lòng tế bào niêm mạc ruột non vào các cái tĩnh mạch và đi về gan thì nó lại khuếch tán thông qua con kênh là GLUT. Được chưa? Glucose transporter. Con kênh này không có cần sự tham gia của NA+. Lý giải cho điều này thì một số giả thuyết người ta cho rằng khi mà glucose đã được vận chuyển vô tế bào niêm mạc ruột non thì sau khi nó xuyên qua các cái con kênh GLUT2 này thì một số nhóm chất của protein trên cái kênh GLUT2 này nó sẽ liên kết với các cái nhóm OH của cái phân tử đường và từ đó nó sẽ thay đổi hình dạng của kênh. Nó giống như sau khi các cái nhóm chất của protein liên kết được với các cái nhóm OH này thì nó sẽ tạo ra một số cái sự thay đổi về mặt cấu tạo, về mặt hình dạng của cái con kênh này và từ đó giúp cho glucose được vận chuyển từ tế bào niêm mạc ruột non về máu. Nhớ nha, lưu ý cho cô điều này ha, cái sự vận chuyển nó khác nhau. Rồi chỗ này về, thế thì nhiệm vụ các em là về giải thích thử cho cô chỗ này. Thế thì tại sao từ lòng ruột non đi vào tế bào niêm mạc ruột thì là sự vận chuyển chủ động, nghĩa là cần phải có năng lượng, cần phải có sự tham gia đồng
vận chuyển của hai mRNA cộng, nhưng từ tế bào niêm mạc ruột và máu thì nó lại không cần. Em thử giải thích cho cô nguyên nhân tại sao. Còn cơ chế tại sao nó vận chuyển được thì cô đã giải thích ở đây rồi. Tiếp. Như vậy, sau khi các loại đường đơn, glucose, galactose, fructose, từ tế bào niêm mạc ruột non được hấp thu vào các cái tĩnh mạch, thì các loại đường đơn này nó sẽ đi đâu? Đi đâu và tiếp tục thực hiện những chức năng gì? Bạn nào có thể giúp cô trả lời câu hỏi tiếp theo, câu hỏi đầu tiên trong cái phần câu hỏi định hướng ôn tập cô gửi cho lớp tuần này? Thế là bây giờ mình bàn xong cái việc nè, từ lòng tế bào niêm mạc ruột non hấp từ lòng, cô xin lỗi, từ lòng ruột, từ cái ống tiêu hóa đó, nó được hấp thu thông qua các tế bào niêm mạc ruột non có hình cột, và từ các tế bào niêm mạc ruột non có hình cột này nó đã được hấp thu vào các cái tĩnh mạch. Như vậy sau khi các loại đường đơn được hấp thu vào các tĩnh mạch, thứ nhất nó sẽ vận chuyển về đâu và tiếp tục thực hiện những cái sự chuyển hóa nào? Bạn nào có thể giúp cô trả lời câu hỏi này? Nếu cô nhớ không lầm thì câu hỏi số 11 đó. Những bạn khác ha, thì nếu mà cô không gọi trả lời thì các em có thể tự mình check câu trả lời của mình, gọi vô ô chat cho nó đỡ buồn ngủ. Cô gọi đại một bạn trả lời nha. Bạn Phương Anh, Huỳnh Anh, có bạn Huỳnh Anh không? Không thấy. Bạn Châu, bé Châu cao 18. Dạ cô. Trả lời dạ. Dạ, sau khi mà từ tế bào niêm mạc ruột non thì glucose sẽ được chuyển vào máu. Thì thì cái glucagon mang theo glucose ra khỏi nguồn dự trữ và làm tăng lượng đường trong máu. Thì cơ chế vận chuyển không giống với như là vận chuyển glucose từ lòng ruột và tế bào niêm mạc ruột, vì nó ở cơ chế thụ động. Rồi ha, tới giai đoạn này thì mình chưa có bàn tới sự tham gia của hai cái hormone là glucagon đâu. Glucagon insulin thì mình sẽ làm sao? Cái cô chỉ muốn hỏi là sau khi được vận chuyển vào các cái mạch máu, và đây là tĩnh mạch nè, ta gọi đây là các tĩnh mạch cửa gan. Nhớ ha, các cái tĩnh mạch cửa gan. Thì ba cái đường đơn này anh ta sẽ được vận chuyển về đâu? Dạ. Các em cao 18 thì các em học hóa sinh chưa? Nếu mà các em học hóa sinh rồi thì là một cái lợi thế rất là lớn đó. Rồi nếu em Châu tiếp tục suy nghĩ và trả lời lại. Rồi, bạn nào cao 17 giúp cô trả lời câu hỏi này. Cô nghĩ là trên cái sơ đồ slide này ha, người ta đã trình bày rất là rõ ràng rồi đó. Dạ thưa cô, em xin trả lời. Dạ, bạn nào đang trả lời cho cô ạ? Dạ My ạ. Rồi Quỳnh My trả lời cho cô đi. Dạ thưa cô, là sau khi mà hấp thụ vào thì sẽ được các tĩnh mạch chuyển về gan, rồi tại gan á thì galactose sẽ được biến đổi thành glucose, còn các fructose thì sẽ được phá vỡ thành các đơn vị carbon nhỏ hơn, rồi từ đó các glucose sẽ được đưa trở lại vào máu hoặc là chuyển đổi thành glycogen để dự trữ. Rồi, câu trả lời của bạn Nguyên ha, hoàn toàn chính xác. Ha, như vậy lưu ý, sau khi ba loại đường đơn được hấp thu vào tế bào niêm mạc ruột non và được hấp thu vào mạch máu, ha, thì nó sẽ được vận chuyển về gan thông qua các cái tĩnh mạch cửa gan. Nhớ ha, cái chữ control này người ta gọi là tĩnh mạch cửa gan. Chuyển về đâu đầu tiên? Đời đầu tiên các cái loại đường đơn này nó sẽ được các cái tĩnh mạch cửa gan vận chuyển về gan. Và tại gan đầu tiên nó sẽ dưới tác dụng của một số enzyme đặc hiệu có trong gan, thì các loại đường đơn này nó sẽ chuyển hầu hết về dạng glucose,
Ví dụ nếu như là đường galacto thì nó sẽ được đồng phân hóa để trả về gluco. Fructo thì một phần fructo cũng sẽ được chuyển thành gluco, và một phần fructo giống như bạn My nói, nó sẽ được gọi là phân giải ha, thì phân thành các cái hợp chất carbon có số đơn vị carbon nhỏ hơn 6. Được chưa? Như vậy phần lớn thì sau khi được chuyển về gan thì hầu hết các loại đường đơn nó sẽ được chuyển về một dạng đường đơn duy nhất ha, glucose. Người ta thống kê ha, một số tài liệu người ta cho rằng khoảng 95% nó đã được chuyển đổi về hết glucose. Rồi sau khi được chuyển đổi về glucose thì các cái glucose này nó lại tiếp tục được các cái mạch máu vận chuyển tới các tế bào khác trong cơ thể ha, và một cái lượng glucose sẽ được chuyển hóa thành glycogen, đóng vai trò như một chất dự trữ năng lượng tại gan các tế bào động vật. Được chưa? Đó. Thì tiếp theo, câu hỏi tiếp theo. Như vậy, một điều rất dễ hiểu là sau khi đã được chuyển hóa hoàn toàn thành glucose tại gan, thì bắt đầu glucose nó sẽ thực hiện cái vai trò. Vai trò đầu tiên, hai vai trò quan trọng nhất của glucose chính là chuyển hóa và sinh năng lượng. Sau khi đã được gan dự trữ một phần thành dạng glycogen, thì các em cũng lưu ý glycogen thì hầu hết glycogen nó sẽ được tổng hợp tại gan. Tuy nhiên cũng sẽ có một cái lượng glycogen nó được các tế bào cơ tổng hợp. Nhớ nha. Như vậy có hai vị trí mà glycogen có thể được tổng hợp với vai trò là dự trữ năng lượng cho cơ thể chúng ta. Hầu hết nó sẽ được tổng hợp tại gan, và một phần nó sẽ được tổng hợp tại tế bào cơ. Thế thì vai trò của glycogen là gì? Thì cái cô nghĩ cái này ha, hóa sinh chúng ta học rất kỹ. Khi cơ thể chúng ta thiếu hụt glucose từ nguồn thức ăn ngoài thì một trong những vấn đề cơ thể đầu tiên mà cơ thể chúng ta sẽ giải quyết chính là phân hủy glycogen thành glucose. Để làm chuyện gì? Để cung cấp năng lượng. Như vậy vai trò lớn nhất, quan trọng nhất của các cái hợp chất carbohydrate chính là cung cấp năng lượng cho cơ thể chúng ta thông qua một dạng đường đơn rất quan trọng là glucose. Nhìn hình này thì bắt đầu thấy chuyện gì xảy ra, hóa sinh đó. Được chưa? Rồi. Như vậy về kiến thức hóa sinh, tôi không cần ôn lại ha, cái chu trình Krebs vân vân thì hết sức quen thuộc. Glucose sau khi được vận chuyển tới gan hoặc là tới các cái tế bào cơ thì nó sẽ tham gia vô cái chu trình Krebs để cung cấp năng lượng. Và nhớ ha, một cái phân tử glucose nếu được oxy hóa hoàn toàn thông qua chu trình Krebs thì nó có khả năng cung cấp khoảng 38 phân tử ATP. Đúng chưa? Một cái dạng năng lượng hóa năng của tế bào chúng ta ATM. Một số tài liệu người ta ví von rằng ATM giống như cái đồng xu năng lượng của cơ thể chúng ta, đồng xu năng lượng đó. Khi cần thì ATM ha, adenine triphosphate này, nó cung cấp năng lượng bằng cách nào? Nó sẽ giải phóng ra các cái phân tử phốt pho lần lượt để biến về ADM hoặc là ADP và AMP. Đó là cái cơ chế mà sinh năng lượng của ATM. Một cái câu hỏi ha, cái cô quan tâm là chỗ này. Mấy đứa đang học song song là môn học công nghệ lý thuyết đúng không? Thì có một cái câu hỏi cô đặt ra. Trong các cái giai đoạn biến đổi hóa sinh của thịt sau quá trình giết mổ, có một giai đoạn người ta gọi là giai đoạn T cống. Thế thì tại sao cơ thịt động vật sau khi giết mổ, nghĩa là sau khi chết khoảng 3 đến 4 tiếng tùy loại động vật, thì lại có sự xuất hiện của cái giai đoạn này? Thịt cứng đi ha, pH của thịt nếu mà các em check thì nó sẽ dưới 6 chấm đó. Giai đoạn T cống, thịt nếu xét về mặt cảm quan nó sẽ cứng già. Thì tại sao? Rồi, câu hỏi này nó cô cũng trước khi giải thích thì cô cũng có một cái câu đố nè.
Tại sao khi mà cơ thể chúng ta, khi mà chúng ta vận động một cách liên tục với cường độ mạnh mà từ trước giờ chúng ta không quen với cái cường độ vận động đó, thì chúng ta hay có cái hiện tượng là mỏi cơ. Nghĩa là mình, cơ thể mình chưa quen. Dạ, các em đã thấy rõ cái tín hiệu chưa? Cô hiểu, cô dạy các lớp khác hoặc các cái thứ khác thì rất là bình thường. Ha, chỉ riêng có lớp mình cái chiều thứ bảy là có trục trặc. Rồi cô nhắc lại ha. Rồi các em nghe cô nói chưa? Ổn mà cô ơi. Dạ. Rồi cô nhắc lại câu hỏi nha. Thế thì mình đang quan tâm tới vấn đề. Ha, các em thử dùng cái kiến thức hóa sinh giải thích về sự chuyển hóa của glucose, về vấn đề các cái quá trình chuyển hóa của glucose để sinh năng lượng thì mình đã nghiên cứu rất kỹ trong phần hóa sinh. Cô chỉ đặt ra một cái câu hỏi thế này, có hai hiện tượng. Một là ví dụ như lâu ngày mình không vận động hoặc là mình chưa quen vận động, chưa quen tập thể dục với một cái cường độ cao, thì sau khi vận động xong thì mình hay có hiện tượng mỏi cơ, cứng cơ, đau nhức cơ. Hoặc là động vật sau khi giết mổ khoảng thời gian 3 đến 4 tiếng thì thịt, cơ thịt động vật nó sẽ trải qua một cái giai đoạn là cái giai đoạn co cứng. Thì bạn nào có thể giải thích giùm cô lý do tại sao? Dạ em coi. Và bạn nào đang trả lời cho cô vậy? Dạ Châu ạ. Rồi cho một phút nữa cho Châu. Dạ thưa cô, là do tạo ra axit lactic khi mà thịt tươi bước vào đoạn tơi cứng thì sau khi mình phân hủy glycogen sẽ tạo ra axit lactic làm cho thịt bị chuyển sang giai đoạn đó. Và ở cơ thể người thì sau thời gian lâu quá chưa có hoạt động thì nó sẽ tạo ra axit lactic làm ức chế cái cơ. Nhưng mà rồi bạn Châu ha,
Bạn Châu của chúng ta, em Châu của chúng ta ha, đã trả lời chính xác nhưng mà cô muốn lớp làm rõ thêm vấn đề. Thì bạn Châu vừa trả lời nguyên nhân tại sao thứ nhất là đặc biệt là cơ nha, lâu ngày mình không quen với cường độ vận động thì sau khi vận động trở lại mình hiện tượng đau nhức cơ. Thì bạn Châu cho rằng á, sở dĩ có hiện tượng cứng cơ mỗi cơ là do sự xuất hiện của axit lactic ha. Tương tự, thịt của động vật sau quá trình giết mổ khoảng 3 đến 4 tiếng thì có sự phân giải glycogen và tạo ra axit lactic. Nhưng cái mà cô muốn các em làm rõ, thế thì dù là thịt động vật sau cơ kết chúng ta có phân giải glycogen đi chăng nữa thì cái sản phẩm cuối cùng nó sẽ là gluco. Được chưa? Nhưng mà tại sao gluco không tham gia vào chu trình Krebs để sinh năng lượng như cái sơ đồ chuyển hóa gluco thành 38 phân tử ATP mà nó lại chuyển hóa thành axit lactic hoặc là các mốc lactat? Lý do chỗ nào? Rõ hơn chút xíu. Thưa cô, em xin trả lời ạ. Rồi, Thảo hả? Dạ không, em là Thi ạ. À bạn Thi, rồi Thi trả lời cho tôi đi Thi. À, bởi vì do lúc đó là tế bào đã không được, còn không được, không còn được cung cấp đủ oxy nữa, thì tế bào chuyển sang hô hấp khí nên từ đó mới sinh ra axit lactic ạ. Đúng rồi, vấn đề là chỗ đó. Các em phải làm rõ nha. Nếu như trong bình thường khi mà cơ thể mình được cung cấp đủ oxy thì gluco sẽ nó sẽ tham gia vào chu trình Krebs, chu trình hô hấp thiếu khí. Đúng không? Có sự tham gia của oxy. Thì nếu là chu trình hô hấp thiếu khí thì quá quen thuộc rồi, chu trình Krebs vân vân, sinh năng lượng, tỏa nhiệt. Nhưng vấn đề ha, khi mà chúng ta vận động liên tục với một cái cường độ mạnh mà trước đây cơ thể chúng ta chưa quen thì chuyện gì xảy ra? Vấn đề là ở chỗ con tim của chúng ta đó ha. Tim giống như một cái máy bơm, bơm oxy cung cấp khắp cơ thể thông qua máu. Thì như vậy khi một cái máy bơm, khi tim chúng ta chưa quen với cái cường độ luyện tập quá cao ha, nghĩa là nhịp tim tập không kịp á, thì nó sẽ xảy ra trường hợp là lượng oxy do máu cung cấp nó không đủ. Ở đây mình chỉ dùng từ không đủ thôi, vì khi mình tập luyện thể thao thì mình sẽ là động vật còn sống mà vẫn có oxy, nhưng mà do cái cường độ luyện tập nhanh quá, tim chưa thích nghi kịp và chưa có bơm oxy đến kịp, thì tại một số cái cơ thì nó sẽ trải qua quá trình hô hấp mà bạn thì đã dùng từ rất chính xác, hô hấp tỳ khí. Tức là vẫn có sự chuyển đổi glucose tại các tế bào cơ, nhưng chuyển đổi glucose theo con đường hô hấp kỵ khí. Và sản phẩm của sự chuyển đổi này nó sẽ sinh ra axit lactic hoặc là mô lactat. Và vì vậy ha, một số cái cơ mà không được cung cấp đủ oxy thì chúng ta thấy có hiện tượng co cứng, đau nhức, hay người ta còn gọi là hiện tượng ngộ độc cơ. Và cơ chế này cũng sẽ được giải thích cho cái phần biến sự biến đổi hóa sinh của thịt. Khi động vật vừa được giết mổ là vừa chết đi thì vẫn còn một cái lượng oxy nhất định nào đó vẫn còn đang tồn tại trong các cái tế bào cơ, cho nên ngay sau khi vừa giết mổ thịt nó vẫn còn nóng, được chưa, vẫn còn có cái quá trình hô hấp thiếu khí, cho nên thịt mà trong giai đoạn đầu tiên người ta gọi là thịt nóng này, người ta không thể sử dụng thịt nóng để làm đồ hộp vì lý do vẫn còn một lượng oxy nhất định tồn tại trong các tế bào cơ. Mà vẫn, nếu mà còn oxy thì gluco nó sẽ được chuyển hóa thông qua con đường hô hấp thiếu khí. Như vậy CO2 nó vẫn sinh ra, và vì vậy nếu chúng ta sử dụng thịt nóng, thịt vừa giết mổ để làm đồ hộp thịt thì có khả năng dẫn đến một cái hiện tượng là đồ hộp thịt bị phập. Rồi sau 3-4 tiếng sau quá trình giết mổ thì sau khi lượng oxy chắc chắn là lúc này nó hết rồi thì bắt đầu sẽ xảy ra sự phân giải glycogen được dự trữ trong các tế bào cơ. Lúc nãy cô cũng có nói ha, một phần đa số các phân tử glycogen nó được tổng hợp ở tế bào gan, nhưng vẫn có sự tổng hợp glycogen tại các tế bào cơ. Và lúc này bắt đầu sẽ xảy ra, sau khi 3-4 tiếng thì sẽ xảy ra hai hiện tượng. Một là có sự thủy phân glycogen tạo gluco, và lúc này chắc chắn một điều không còn bất kỳ một cái oxy nào. Cho nên quá trình hô hấp nó chuyển sang hoàn toàn là hô hấp kỵ khí và nó sinh ra các axit lactic. Cho nên vì vậy nếu lúc này người ta đo pH thì pH thịt nó sẽ nhỏ hơn 6 chấm và thịt nó cứng lại do sự đông tụ protein khi mà cái điểm đạm điện protein nó đưa về cái điểm axit. Cho nên thôi cô không nhắc sâu về vấn đề này nữa, đây là cái phần hóa sinh thịt và các em sẽ được
thầy Lực dạy giảng lại rất kỹ phần hóa sinh thịt. Cô chỉ muốn lưu ý, thông qua các cái giai đoạn biến đổi hóa sinh của thịt, mình có thể nhận biết được thịt đang trong giai đoạn nào của quá trình giết mổ, để từ đó mình sẽ chọn lựa được loại thịt phù hợp với các cái mục đích công nghệ của mình. Rồi, như vậy tóm lại, ở đây có hai quá trình. Gluco có thể được hô hấp chuyển qua cái chu trình hô hấp dưới khí, chu trình rep sinh năng lượng cho cơ thể hoạt động, và có thể ha, đi vào cái chu trình hô hấp kỹ khí để sinh ra axit lactic cũng như các cái mối lắp tháp nếu oxy không cung cấp đủ trong sự thiếu hụt oxy. Rồi, được chưa? Tiếp tục, bây giờ mình giải quyết tiếp câu hỏi mà cô đã đặt ra. Trong trường hợp glucose không được cung cấp đủ từ thức ăn và trong một thời gian dài, nghĩa là nếu trong thời gian ngắn các em nhịn đói một ngày một buổi, bỏ một buổi, thì cơ thể chúng ta chắc chắn sẽ phân giải glycogen tạo glucose để cung cấp năng lượng cho cơ thể mình hoạt động. Nhưng cái câu hỏi mà cô đặt ra cho lớp là gì? Trong trường hợp sự thiếu hụt glucose từ nguồn thức ăn là lâu dài, thì cơ thể chúng ta sẽ sử dụng những cái quá trình chuyển hóa nào để tạo glucose cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động trong trường hợp glycogen đã hầu như là không còn nữa rồi? Cơ thể có thể sử dụng những chu trình chuyển hóa nào để tạo glucose cho cơ thể chúng ta hoạt động trong trường hợp glycogen cũng đã hết rồi và glucose cũng không được cung cấp từ nguồn thức ăn? Các bạn nào có thể giúp cô trả lời câu hỏi này xem? Dạ, thưa cô là cơ thể nó sẽ chuyển qua, nó sử dụng là cái quá trình gluconeogenesis hay là cái quá trình GNG. Thì cái quá trình này là cái quá trình mà mình có thể là hình thành đường mà nhận từ những cái hợp chất là phi carbohydrate. Thì ví dụ đây có thể là protein để đáp ứng cái nhu cầu gluco của cơ thể. Thì khi mà không đủ gluco thì nó sẽ phân giải protein qua GNG tạo thêm gluco để đáp ứng cho nhu cầu của một số tế bào như là vỏ thận hay là ruột non đó của động vật. Dạ, anh nào vừa trả lời câu hỏi này? Dạ, em tên Trung. Bạn Trung đã trả lời rất chính xác ha, và tôi nghĩ chuyện này nó hết sức quen thuộc ha. Câu hỏi này hết sức quen thuộc. Và các em dùng từ GNG là đúng luôn, cái từ của Linh dạy luôn đó. Thì cô cũng ôn lại thôi, đây cũng không phải là kiến thức mới. Khi cơ thể thiếu hụt gluco trầm trọng và khi glycogen đã được phân giải hoàn toàn rồi, thì bây giờ để duy trì sự sống thì cơ thể tiếp tục sử dụng chu trình GNG để chuyển một số hợp chất có thể có về glucose. Và hai hợp chất có thể tham gia vào chu trình GNG, một là protein mà dưới dạng là axit amin nha, phải là axit amin, hai chính là các axit béo. Nghĩa là cả axit amin và axit béo đều có thể tham gia vào một cái quá trình ta gọi là GNG, quá trình sinh tổng hợp gluco từ trong cơ thể chứ không nhận được bên ngoài hoặc không thông qua con đường phân giải glycogen. Nhớ ha. Thế thì cái mình bàn ở đây là vấn đề mặt dinh dưỡng. Bây giờ các em giảm cân bằng cách, đặc biệt các em nữ, chúng ta nhịn ăn. Và có một cái câu hỏi ha, cô đã post trên diễn đàn là chúng ta có nên ăn theo chế độ low carb hay không? Thế thì khi các em nhịn ăn thì các em mong muốn là gì? Các em đang mong muốn chuyện gì? Các em chính là các em đang mong muốn cái chu trình GNG này xảy ra đó, đúng không? Vì khi mình nhịn ăn, gluco không có, glycogen ngày càng thiếu hụt, thì bắt buộc cơ thể chúng ta sẽ sử dụng GNG để chuyển hóa các cái thành phần khác trong cơ thể chúng ta để tăng tạo lại glucose. Và cái mà các em mong muốn là gì? Cơ thể có thể phân hủy chất béo. Cô đảm bảo đó là mơ ước các em. Mình nhịn ăn và cơ thể sẽ thủy phân cái lượng lipid trong cơ thể chúng ta. Nhưng mà các em cũng quên rằng tham gia vào chu trình GNG thì
protein dưới dạng các axit amin nó sẽ dễ tham gia hơn là các axit béo. Như vậy đầu tiên ha, cơ thể sẽ tăng tạo lại gluco. Cô nhắc lại ha, trong trường hợp glycogen cũng đã thiếu rồi, đầu tiên sẽ là từ các cái thành phần protein và đặc biệt là các protein cơ. Protein cơ bắt buộc nó phải thủy phân, bắt buộc nó phải phân hủy, phân hủy protein thành dạng axit amin để đi vô chu trình GNG và trả ngược lại glucose đặt cho các tế bào cơ hoạt động. Chu trình GNG hết sức quen thuộc. Và như vậy vấn đề gì xảy ra nếu mình buộc cơ thể ha phải thủy phân các protein cơ, thì chắc chắn một điều người ta kết luận ở đây là cơ các em sẽ lỏng lẻo, nghĩa là mỡ không biết có mất đi hay không, nhưng mà chắc chắn lượng protein đã giảm sút, cái lượng cơ nó sẽ giảm sút đi rất nhiều. Như vậy cô chưa bàn đến các cái sản phẩm phụ có thể xuất hiện trong cái quá trình GNG, cái chu trình GNG này, thì rõ ràng việc chúng ta nhịn ăn, chúng ta từ chối hoàn toàn các cái hợp chất carbohydrate ăn, rõ ràng một nó sẽ tạo cái áp lực cho gan. Gan chúng ta buộc phải thực hiện một cái chu trình không quen thuộc với tụi nó để chuyển được các axit amin thành glucose. Và trong một thời gian dài thì chắc chắn gan chúng ta sẽ xảy ra vấn đề. Và cái thứ hai, tới đây, để có thể tạo ra được các axit amin thì cơ thể chúng ta phải lấy từ cơ, từ các protein. Và quá trình này nó sẽ làm rối loạn các protein. Và mình ốm đi, mình thấy là mình ốm đi. Nhưng lượng này là chính là lượng tế bào cơ chúng ta dần dần bị cơ thể, nói một cách nôm na dễ hiểu là bào mòn, nó bào mòn dần dần. Điều này thì cô nghĩ không tốt. Rồi nếu như song song ha, song song với cái quá trình chuyển axit amin, và cái này dễ hơn là axit béo nha, gluco thông qua GNG, thì các axit béo, lưu ý nha, các axit béo cũng có thể tham gia vô việc tái tạo, tham gia vô cái chu trình GNG để tái tạo lại đường gluco cho cơ thể chúng ta một khi mà gluco bị thiếu hụt nghiêm trọng. Như vậy cái vấn đề mà chúng ta bàn tiếp ở đây về mặt dinh dưỡng là một khi chúng ta để cho cơ thể ha sử dụng tiếp chất béo, cái mà em hết sức mong muốn đó, để chuyển hóa thành gluco, phân giải chất béo, phân giải lipid về các axit béo ha, và nó tăng tạo tái ngược trở lại gluco, thì song song với việc một cái lợi ích trước mắt em thấy là gì, lượng mỡ nó giảm đi, mình đẹp, mình ốm đi. Tuy nhiên các cái sản phẩm có thể có của việc chuyển hóa axit béo thành gluco chính là các cái hợp chất aldehyde hoặc là ceton, hay người ta gọi là các cái ceton body. Nhớ chưa? Nhớ nhà mình nhìn chương trình này nè. Trong cái quá trình chuyển hóa các cái axit béo theo con đường này trở ngược lại về gluco, thì nó tạo ra, nó trả về máu của chúng ta rất nhiều các hợp chất ceton, người ta gọi chung là các cái ceton body, các cái ceton nội sinh từ chính quá trình chuyển hóa axit béo thành gluco. Thế thì câu hỏi tiếp theo, nếu như lượng ceton được tạo thành quá nhiều do sự nhịn đói lâu ngày buộc cơ thể phải chuyển hóa rất nhiều các axit béo thành gluco, thì các cái hợp chất ceton này nó sẽ gây ảnh hưởng gì khi nó xuất hiện với một cái lượng lớn trong máu và có thể trong nước tiểu? Bạn nào có thể nói cho cô về một cái hội chứng người ta gọi là bệnh cetosis đó. Cetosis hay những cái người mà ăn kiêng theo cái chế độ low carb, hôm qua người ta hay gọi đây là hiện tượng máu bị nhiễm toa, máu bị nhiễm toa, người ta gọi là hội chứng cetosis. Và cái cô quan tâm tới đây, như vậy trong trường hợp các cái hợp chất ceton được tạo ra quá nhiều từ việc hủy phân chất béo và chuyển chất béo qua chu trình GNG để sinh tổng hợp lại gluco, thì các hợp chất ceton này có gây những ảnh hưởng gì với cơ thể hay không? Bạn nào trả lời câu hỏi này cho cô? Đâu bạn nào? Cô nhớ cô có một câu hỏi trong số các câu hỏi cô gửi được sao?
liên quan tới vấn đề máu bị nhiễm seton hay là máu bị nhiễm toan á. À, không trả lời thì cô cứ để đó tự trả lời. Đây, những cái hợp chất ha, seton có thì có là aceton này, aceton acetat vân vân. Và lưu ý nè, các cái hợp chất này, seton này khi đi vô máu thì cái nguy hiểm nhất chính là gì? Nó làm thay đổi pH máu. Vì sao? Vì các hợp chất seton hoặc aldehyde rất rất dễ chuyển hóa thành dạng axit. Về xem lại cái chu trình hóa học, đặc biệt trong trường hợp nào? Chấm hỏi chỗ này. À, chỗ này lưu ý, các hợp chất seton nếu xuất hiện với một lượng lớn trong máu thì nó sẽ chuyển về dạng axit. Và khi nó chuyển về dạng axit thì nó sẽ làm thay đổi pH của máu. Và sự thay đổi pH máu này ha, người ta gọi là sự phá vỡ cân bằng acid base trong máu, thì nó sẽ dẫn đến cái pH máu nó sẽ rất thấp. Và một khi pH máu thấp như vậy, một trong những triệu chứng mà người bệnh sẽ gặp đó là sự hôn mê. Sự hôn mê ha. À, mình mốt đó mình học sang cái phần vi sinh vật học à, các cái con vi sinh vật gây bệnh nó sẽ có một số con vi vật và sau khi vô máu nó cũng sẽ làm thay đổi pH máu. Như vậy sự nhịn ăn lâu ngày à, sự nhịn ăn lâu ngày thường xuyên quá hạn khắc thì cô nhắc lại có thể dẫn đến việc một lượng lớn các hợp chất seton xuất hiện trong máu và nó chuyển pH của máu về pH axit và gây nên một trong những cái bệnh lý là sự hôn mê. À, đây là cái mức độ hết sức nghiêm trọng của việc nhiễm seton trong máu và có thể tử vong. Nhớ nha, một số mấy đứa mà có theo dõi trên báo chí đó, một số người mẫu siêu gầy ha, khi họ nhịn ăn quá lâu thì một số người cũng đã mất do cái hiệu cái hội chứng seton hóa máu này. Nhớ nha, đương nhiên những người người ta ăn theo lý độ low carb vì một cái nguyên nhân đặc biệt nào đó, ca sĩ, diễn viên hoặc là các cái vận động viên thể hình thì họ đi theo họ là cả một cái đội nhị bác sĩ rồi các cái chuyên gia dinh dưỡng và họ phải thường xuyên theo dõi cái lượng seton trong máu để họ có một cái chế độ phù hợp hay một cái sự can thiệp về thuốc. Còn các em mình cứ mù quáng ha, nhịn ăn ha, nhịn đói ăn low carb mà không có sự theo dõi, không có một cái hướng dẫn khoa học nào từ các chuyên gia y tế cũng như dinh dưỡng thì cô nhắc lại nha ha. Ngoài việc mà chúng ta bị mất cơ hay chúng ta bị gầy, mòn ốm o, thiếu năng lượng thì coi chừng chúng ta sẽ bị nhiễm seton trong máu và hậu quả nó rất nghiêm trọng. Vì vậy, theo quan điểm của cô thì cô trả luôn lời luôn câu hỏi chúng ta có nên ăn kiêng theo chế độ low carb hay không, thì câu trả lời của cô theo quan điểm của cô là không. À, vì những cái nguyên nhân mà cô vừa phân tích từ nãy giờ, nhịn ăn không tốt. Vấn đề là gì? Chúng ta có một cái chế độ dinh dưỡng phù hợp với cái mức năng lượng mà chúng ta có thể sử dụng, được chưa? Song song đó chúng ta cần tăng cường các cái hoạt động vật lý ha, để làm tiêu tốn năng lượng thì chúng ta sẽ không ép cơ thể mình ha, phải xảy ra cái chu trình GNG để tái tạo gluco từ protein hoặc là từ các cái hợp chất lipid trong cơ thể. À, dù là chuyển hóa gluco từ hợp chất nào đi nữa thì nó cũng sẽ gây ra những cái ảnh hưởng nhất định về mặt lâu dài hoặc là hiện tại với sức khỏe của chúng ta, thì các em lưu ý dùng cơ vấn đề này. À, sơ đồ ha, sẽ trong đó đi như thế nào thì cô đã giải thích các em xem nha. Rồi chúng ta sang một vấn đề tiếp theo, tiếp tục nào. Như vậy sau khi được chuyển hóa hoàn toàn, đa phần từ hoàn toàn cũng không chính xác, sau khi được chuyển hóa đa số trở thành dạng gluco tại gan thì các loại đường đơn nó sẽ theo máu, chủ yếu đây là glucose, glucose sẽ theo máu vận chuyển đến các cái tế bào cơ ha, hoặc là tế bào khác trong cơ thể chúng ta để thực hiện cái vai trò một là oxy hóa sinh năng lượng, hai có thể tham gia vô một số cái thành phần cấu tạo khác của tế bào. Thì vấn đề cô cần chúng ta cần tìm hiểu tiếp ở đây là thế thì hàm lượng glucose trong máu dao động trong khoảng nào, sự lên
hoặc xuống quá thấp lên quá cao, hoặc xuống quá thấp của cái hàm lượng đường gluco trong máu, nó có thể gây ra những cái hệ quả gì với cơ thể chúng ta, và bằng cách nào cơ thể chúng ta điều hòa cân bằng được cái lượng đường gluco trong máu. Phần tiếp theo của bài hôm nay. Rồi, để xem phần ha, để chúng ta biết được cái cơ chế mà cơ thể chúng ta điều chỉnh cái lượng đường gluco trong máu cho phù hợp, thì các em cùng cô xem một cái đoạn clip ha, về sự điều hòa cái đường gluco trong máu. Understanding type 2 diabetes. Type 2 diabetes is a metabolic disorder that causes sugar in the form of glucose to accumulate in the blood rather than being used as fuel by the cells in our body. When we eat, food is broken down by our digestive system into nutrient molecules that are then absorbed through our digestive tract for use by the body. Foods containing carbohydrates or various sugars are broken down into glucose. Glucose is an important source of fuel for many organs in our body. However, to be able to use the glucose for fuel, the glucose molecule must first enter into the cell. The pancreas produces a hormone called insulin, a chemical messenger essential for the entry of glucose into cells. As the blood glucose levels rise after a meal, insulin is released into the bloodstream and sets processes in motion to trigger the removal of glucose from the blood to enter into the cells. In type 2 diabetes, the cells become resistant to insulin and ignore its message to absorb glucose. This is known as insulin resistance. In addition, in type 2 diabetes, the pancreas is unable to produce the greater amounts of insulin needed to trigger these resistant cells to take in glucose from the bloodstream. The most notable symptom of diabetes is frequent urination and excessive thirst. Yeah. Các em đã xem ha, cái đoạn clip đầu tiên ha, nói về cái vai trò của cái hormone đầu tiên tham gia vào việc điều chỉnh cái lượng đường trong máu. Hormone gì mấy đứa? Hormone gì? Ha, các clip đó nói gì? Thì các em lưu ý ha, các cái hormone tham gia vào việc điều chỉnh cái lượng đường trong máu, thì đầu tiên là có sự tham gia của cái hormone có từ tiếng Tị là insulin. Thì cái insulin này ha xuất hiện khi nào dịch tị ha được kích thích tiết ra cái insulin, khi cái lượng đường trong máu chúng ta tăng. Mà lượng đường trong máu chúng ta tăng là khi nào? Là khi chúng ta vừa ăn cơm ha, khi chúng ta vừa sử dụng vừa tiêu thụ thực phẩm, đặc biệt là các cái thực phẩm giàu carbohydrate, thì lượng đường trong máu nó sẽ tăng, được chưa? Và cái lượng đường trong máu này tăng thì insulin sẽ được tiết ra ở tuyến tụy. Tuyến tụy để làm vai trò gì? Giúp cho gluco từ các cái mạch máu có thể được hấp thụ vào các tế bào cơ. Ha, và một khi gluco trong máu được hấp thụ vào các tế bào cơ thể chúng ta thì một là cái lượng đường trong máu nó sẽ giảm. Hai là cái quá trình oxy hóa gluco sinh năng lượng sẽ xảy ra, được chưa? Nhưng câu hỏi mà cô muốn đặt ra cho các em là gì? Tại sao ha muốn đường gluco trong máu được hấp thụ vào các tế bào cơ thì phải có sự tham gia của một cái hormone có tên là insulin này? Bạn nào có thể giúp cô trả lời câu hỏi này? Rồi, giúp cô.
vai trò của insulin, tôi nhắc lại là gì khi mình vừa ăn nè, vai trò đầu tiên ha. Thì sau khi mình vừa ăn, đặc biệt là tiêu thụ các cái thức ăn mà giàu carbohydrate, thì lượng đường trong máu tăng. Và cô cũng lưu ý chỗ này, cái hàm lượng đường huyết bình thường trong máu chúng ta nếu ổn định thì theo mấy đứa biết ha, nó dao động sẽ khoảng từ 80 tới 120 mg trên decilit. Nếu mà mấy đứa test lượng đường á, nếu mà dùng đơn vị millimol thì nó khoảng là 4.5-6. Thế thì vấn đề cô muốn hỏi là bạn nào giải thích được cho cô chỗ này, tại sao phải có sự tham gia của insulin thì đường trong máu mới được hấp thụ vào các tế bào cơ? Và lưu ý mình đang tới giai đoạn nào rồi ha, cô nhắc lại chỗ này cái hình dung nha. Đường ha, được tiêu hóa và được hấp thu vào các tế bào niêm mạc ruột non, rồi từ tế bào niêm mạc ruột non được hấp thu vô máu, từ máu nó chuyển về gan. Tại gan ha, nó xảy ra quá trình chuyển hết thành gluco và sinh tổng hợp glycogen tại gan. Sau đó phần lớn gluco nó sẽ được theo máu vận chuyển ngược lại cho các cái tế bào cơ thể hoạt động. Thế thì vai trò của insulin là gì? Tại sao ha, gluco không thể được hấp thu trực tiếp từ máu và các tế bào cơ thể mà phải có cái insulin này? Câu nào giúp cô trả lời câu hỏi này đi. Tụi con xin trả lời. Bạn nào vậy? À, em là Thịnh nè. Rồi Thịnh trả lời đi Thịnh. Dạ Thịnh nè. Thế là con, tại vì insulin là nó đóng vai trò như là một cái chất một cái tín hiệu hóa học, nên nó sẽ truyền tín hiệu đến cho các tế bào của cơ thể là để từ đó mới hấp thụ được glucose. Rồi thì câu trả lời của bạn Thịnh ha là đúng. Thì mấy đứa thấy nè, từ nãy giờ thì mình cũng đã học vài cơ chế ha, hấp thụ của glucose ha, từ cái ống tiêu hóa vào tế bào niêm mạc ruột, rồi từ tế bào niêm mạc ruột về tĩnh mạch gan và mạch ha. Thế thì vấn đề là gì? Để tiếp nhận được các glucose từ máu thì trên màng tế bào của cơ thể chúng ta nó sẽ có các con kênh protein, được chưa? Cái này mình không cần. Nhưng cái con kênh protein mà có khả năng cho glucose là con kênh gì? GLUT4. Nhớ nha, GLUT4. Và nhớ, em nhớ lại nè, GLUT4 đây là con kênh không phải được sử dụng để vận chuyển glucose mà nó sẽ vận chuyển fructose. Con kênh này chính là cái con kênh nó có mặt trên màng tế bào ruột non và để vận chuyển fructose. Như vậy rõ ràng cái con kênh GLUT4 này thì một cách bình thường và tự nhiên không thể nào nó cho cái glucose có thể xuyên qua khuếch tán vô máu được. Nó đây, nó không phải là cái con kênh. Nếu như đây là con kênh GLUT2, nó giống như cái con kênh mà có ở tế bào mạch máu thì rất dễ, mọi chuyện không có vấn đề gì với bạn. Nhưng cái con kênh protein trên các tế bào cơ của chúng ta là GLUT4. Được chưa? Như vậy một cách rất dễ hiểu thế này. Bây giờ glucose là có trong máu rồi, đúng không? Chúng ta có một con kênh rồi, nhưng mà cái con kênh này nó đóng cửa, nó không cho glucose chuyển qua. Được chưa? Nó cũng không phải là con kênh SGLT để có thể đồng vận chuyển glucose với natri cộng vào máu. Thì lúc này nó phải cần một cái quá trình hay biến đổi cái cấu tạo hóa học của con kênh này để có thể hấp thụ được, để có thể chuyển glucose từ máu vào các tế bào cơ thể. Và quá trình biến đổi hóa học này chỉ được thực hiện khi nào? Khi có sự tham gia của hormone insulin được tiết ra từ tuyến tụy. Thì sau khi được tuyến tụy tiết ra và đổ vào máu, khi mà cái lượng đường glucose trong cơ thể ta, thì insulin nó cũng sẽ được theo glucose nó sẽ chuyển về các tế bào cơ. Và tại các tế bào cơ này, nó lưu ý nha, insulin muốn vô sâu vô tế bào cơ để giống vai trò một tín hiệu hóa học khởi động cho các cái phản ứng mở cái cửa kênh này ra, thì nó phải được gắn vô các cái receptor, nghĩa là cái trên con kênh này nó có các cái receptor, mình hiểu chưa? Và insulin phải vô đúng các cái receptor này thì nó mới được cho qua.
nó vượt chưa qua, và khi sau khi nó được các receptor cho qua và đưa vô bên trong lành tế bào thì một cái quá trình biến đổi rất phức tạp ở đây để thay đổi cái cấu trúc, cái hình dạng hóa học các cái nhóm chất của con congel UT4 này ha. Và lúc đó thì cái con congel UT4 này nó sẽ mở ra, nó sẽ thay đổi cái cấu trúc hóa học và cho glucose xuyên vào. Và sau khi glucose xuyên vào thì chuyện thì biết rồi đó, một là oxy hóa sinh năng lượng, hai là nó có thể được được dự trữ dưới dạng glycogen, và ba, một cái điều mà chúng ta không hề mong muốn là nếu glucose quá nhiều thì nó có thể chuyển thành các axit béo và tăng cái lớp mỡ của chúng ta ở dưới cơ lên. Được chưa? Thì như vậy vai trò đầu tiên của insulin là gì? Là làm giảm lượng đường trong máu khi lượng đường trong máu tăng. Và vì có sự tham gia của insulin chỗ này cho nên chúng ta bàn luôn tới một cái căn bệnh có liên quan đến sự điều tiết cái lượng đường trong máu, sự giảm lượng đường trong máu bởi cái insulin, đó là bệnh tiểu đường. Và đặc biệt cô quan tâm là tiểu đường type 2. Đầu nhóm nào làm về chế độ dinh dưỡng cho người tiểu đường thì có thể giải thích, và thông qua cái đoạn clip hồi nãy giải thích cho cô và các bạn tiểu đường type 1 và tiểu đường type 2 giống và khác nhau như thế nào. Dạ, nhóm em làm tiểu đường không? Rồi, những bạn nào đang trả lời cho cô vậy? Dạ, Trung. Rồi, Trung trả lời câu hỏi này đi Trung. Dạ. Giờ là hai cái tiểu đường tiếp 1 với cái tiếp 2 á, thì cái đường tiểu đường tiếp 1 á, là cái tiểu đường nguyên nhân á, là nó chủ yếu là do bẩm sinh và là do cái yếu tố di truyền. Thì bởi vì cái yếu tố di truyền là khiến cái cơ thể người bệnh là không sản xuất được, hoặc là sản xuất ít cái thiếu được insulin, và cuối cùng dẫn tới bệnh tiểu đường. Giờ còn cái đường tiếp 2 á, thì là cái tiểu đường mà có thể là nguyên nhân không phải là do bẩm sinh, mà có thể là do một số cái bệnh như là béo phì hay là cái tế bào beta trong tuyến tụy bị tổn thương, thì nó cũng làm cho cơ thể là sản xuất thiếu insulin. Nhưng mà cái triệu chứng á, thì cái người bị tiểu đường type 1 á, thì triệu chứng nó xảy ra nhanh hơn, trong khi đó cái tiểu đường type 2 thì trong cái quá trình ăn uống thì mình có thể cải thiện và giảm cái triệu chứng bệnh lại. Còn cái tiểu đường tiếp 1 thì là nó bẩm sinh nên là khó chữa trị được cái tiểu đường tiếp 1. Dạ, bạn Trung trả lời rất chính xác ha, tiếp 1, tiếp 2. Bây giờ nè, có một cái câu đố hỏi tiếp bạn Trung này. Thế thì bạn Trung nói ha, tiếp 1 mình không bàn rồi ha, do nguyên nhân bẩm sinh hay sự bất thường, sự trao đổi chất, insulin nó không tiết ra, bạn tiết ra không đủ. Nhưng với tiểu đường tiếp 2 thì như bạn Trung nói ha, thường là hậu quả của một cái căn bệnh nào đó mà hiện nay thường là béo phì. Thì tiểu đường tiếp 2, một là nguyên nhân béo phì, hai là sự tổn thương các cái tế bào beta. Các cái tế bào beta ở tuyến tụy chính là cái tác nhân mà nó kích thích sản xuất insulin đó. Và một khi cái tế bào đó bị tổn thương thì lượng insulin tiết ra không đủ, mặc dù vẫn có nha. Nhưng cái cô muốn hỏi tiếp chỗ này là tại sao khi mà sự xuất hiện quá mức của các mô mỡ nha, là béo phì đó, thì nó lại ảnh hưởng tới hoạt động của insulin. Chúng trả lời tiếp thử câu hỏi này của cô thử có được không? Cho nên người ta nói ha, tiểu đường tiếp 2 là hậu quả của bệnh béo phì, là hậu quả của việc chúng ta ăn nhiều, chúng ta ít vận động. Thì tại sao sự xuất hiện và sự của các cái mô mỡ nó ảnh hưởng như thế nào đến cái hoạt động của cái insulin? Bạn nào có thể giúp cô trả lời được câu hỏi này không? Đâu, bạn nào trả lời cho cô coi. Tại sao sự xuất hiện của các mô mỡ nó lại ảnh hưởng tới sự hoạt động của insulin? Tiểu đường tiếp 2 đó. Bạn nào trả lời cho cô? Rồi bây giờ nhìn nè.
Mình để ý nè. Như vậy nè, điều kiện để insulin hoạt động là gì? Insulin nó phải tiếp xúc được với các cái receptor có trên các cái tế bào cơ của chúng ta. Được chưa? Như vậy, một trong những hậu quả có thể có của béo phì ha. Cái béo phì sự xâm lấn, sự xuất hiện quá nhiều của mô mỡ nó ảnh hưởng tới hai vấn đề. Một là bạn Trung vừa nói lúc nãy ha, nó ảnh hưởng tới cái hoạt động của các cái tế bào beta ở cái tuyến tụy. Và quan trọng hơn là sự xuất hiện của các tế bào mô mỡ ha, xuất hiện nó có thể che lấp các cái receptor. Nhớ nha. Nó có thể che lấp đi, nó có thể xâm lấn, nó có thể làm thay đổi cái hình dạng của cái con kênh GLUT4 này ha. Tại vì mình cứ thấy nè, để mà gluco đi vô vào máu thì cái con kênh này phải được mở cửa ra. Mà điều kiện để con kênh này mở cửa, một là insulin phải tiết ra đủ, hai là insulin phải tiếp xúc được với các receptor thì nó đi vô, ba là cái cấu trúc, cái hình dạng hóa học, cái cấu trúc không gian cái con kênh protein này phải được thay đổi. Như vậy sự xuất hiện sự xâm lấn quá mức của các mô mỡ nó sẽ ảnh hưởng tới các cái điểm receptor, nó ảnh hưởng tới các cái hình dạng, tới các cái cấu trúc của cái con kênh này, và do đó gluco không được hấp thụ vào các tế bào cơ và tồn tại với một lượng quá cao vượt mức cho phép bình thường trong máu và gây ra bệnh tiểu đường type 2. Cho nên người ta nói tiểu đường type 2 là cái hậu quả của một cái lối sống thụ động, không vận động, béo phì. Được chưa? Điều này không đồng nghĩa cái việc nha, người ốm không bị, người ốm vẫn có thể. Vì như cô nói ha, type 2, một là do sự xuất hiện của các cái mô mỡ nó cản trở hoạt động của các receptor của insulin. Hai là còn do sự bất thường của các cái tế bào beta ở tuyến tụy. Được chưa? Nhưng đa phần ha, người bị tiểu đường ha, một trong những cái tiểu đường type 2 đó nha, thì lo là béo phì. Rồi, được chưa? Như vậy, ở đây mình đã giải quyết được vấn đề đầu tiên, tìm hiểu được cái vai trò của cái hormone insulin trong việc làm giảm cái lượng đường trong máu sau bữa ăn. Nhưng vấn đề là gì? Nếu những người bình thường ha, khi mình ăn, lượng đường trong máu, nếu tôi nhắc lại nè, nếu tồn tại ở ngưỡng bình thường thì nó sẽ dao động khoảng 80-120mg trên 1 dl. Thì bây giờ ha, nếu insulin bình thường không mất ha, thì gluco nó được hấp thụ vô các tế bào cơ, oxy hóa, sinh năng lượng rồi tổng hợp glycogen gì đấy. Thì quá trình này sau một cái thời gian nhất định nào đó thì nó sẽ làm giảm cái lượng đường trong máu. Được chưa? Và khi lượng đường trong máu nó giảm thì nếu giảm tới một cái mức độ nghiêm trọng thì nó sẽ gây ra hiện tượng hạ đường huyết đó. Hạ đường huyết đó. Thì khi lượng đường huyết trong máu giảm ha, thì lại xuất hiện một cái hormone có tên là glucagon. Thì mấy đứa xem tiếp một cái clip ha, xem cái vai trò của glucagon như thế nào. The sugary snack you devour enters your digestive system and is broken down to simple sugars like glucose. Glucose enters the bloodstream, causing an increase in blood glucose levels. But various mechanisms bring blood glucose back down to its normal level, the set point. This is an example of homeostasis, the body's tendency to maintain relatively constant internal conditions. Hormones produced by the pancreas regulate blood glucose levels. Let's zoom in. When blood glucose levels are high, glucose molecules leave the blood and enter beta cells in the pancreas. The beta cells respond by releasing the hormone insulin. Insulin enters the bloodstream and is transported to cells all over the body. Let's see what happens in the liver. Insulin binds to receptors on liver cells. This causes the cells to take in more glucose. Inside the liver cells, glucose is converted to glycogen, a storage molecule.
Blood glucose levels decrease as glucose is taken up by liver cells and other body cells. As a result, less and less insulin is released by the pancreas, and blood glucose levels stabilize at their set point. This is an example of how negative feedback maintains homeostasis. What happens if you've skipped lunch and your blood glucose levels are low? Let's zoom into the pancreas again. When blood glucose levels are low, alpha cells in the pancreas release the hormone glucagon. Glucagon enters the bloodstream and acts on target cells in the liver. Glucagon binds to receptors on the liver cells, signaling the liver cells to break glycogen down to glucose. Glucose is released. And blood glucose levels increase. As a result, less glucagon is released by the pancreas, and blood glucose levels stabilize at their set point. In this way, two hormones with opposing effects allow the body to maintain homeostasis of blood glucose levels. In diabetes, the body is unable to maintain homeostasis of blood glucose levels. In type 1 diabetes, the beta cells of the pancreas are destroyed by the immune system, and so no insulin is produced. In type 2 diabetes, the pancreas produces insulin, but target cells do not take up glucose. In both types of diabetes, when blood glucose levels rise, cells do not take up the additional glucose, and so blood glucose remains high. This example shows the importance of homeostasis in everyone's life. Rồi, như vậy ha, thì thông qua clip này thì các em đã hiểu rất rõ cái vai trò của hai con hormone là insulin và glucagon được tiết ra từ cái tuyến tiện. À, và nếu với những người bình thường thì sự xuất hiện của hai cái hormone này nó đảm bảo điều gì? Nó đảm bảo chúng ta duy trì cái lượng đường máu ở một khoảng nhất định, không cao, không thấp, cái chest point đó. Thì nếu như cái lượng đường trong máu nó vượt quá ngưỡng mà người ta cho phép, vượt quá 120 chẳng hạn, thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là đường trong máu cao. Và đường trong máu cao chính là một trong những cái tiền đề mà khiến chúng ta có thể nghĩ đến bị tiểu đường. Thứ hai, nếu lượng đường trong máu quá thấp, ví dụ dưới 3.5 hoặc là dưới 80mg trên một decilit, thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là hạ đường huyết. À, tiểu đường thì cô nghĩ các em biết cảnh mà hạ đường huyết á, đặc biệt là các bạn nữ rất hay gặp, nghĩa là thường là các em nhịn ăn ha, cho nên là bản chất là glycogen nó đã thiếu hụt rồi ha, và khi các em nhịn ăn lâu ngày quá ha, thì nó ép buộc cơ thể xảy ra một số chuyển đổi không mong muốn. Thì có thể là thông thường là sau một cái đêm sáng dậy á, ha, bữa tối ăn rất ít hoặc không dám ăn, sáng lại không dám ăn hoặc chưa kịp ăn sáng, và khi chúng ta cần hai năng lượng nhiều cho những cái hoạt động học tập, vui chơi gì đấy, thì lượng glucose chuyển hóa nhanh thành năng lượng, nó sẽ giảm rất nhanh cái lượng đường trong máu, và điều này nó sẽ khiến cái hiện tượng là gì, đường trong máu chúng ta tụt, hiện tượng tụt đường huyết. Hạ đường huyết thì thông thường em thấy ha, em sẽ thấy choáng váng, mệt và có thể gây hiện tượng ha, xỉu đó. À, và lúc này rất nhanh chóng ha, chỉ cần ăn những cái thực phẩm giàu đường, chúng ta ăn kẹo, chúng ta uống nước đường. À, rồi. Thì những cái vấn đề ha có liên quan tới sự điều hòa cái lượng đường trong máu và cũng như các cái dạng tiểu đường, nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường, thì cô nghĩ ha chúng ta đã nắm rồi. Thì như vậy các vấn đề mà chúng ta cần quan tâm về mặt dinh dưỡng là gì? Chúng ta chọn lựa những cái thức có khả năng ha làm ổn định và duy trì cái lượng đường trong máu ở những cái mức thích hợp. Vấn đề chúng ta là chỗ đó. Được chưa?
Đặc biệt vấn đề này nó rất quan trọng, rất quan trọng khi chúng ta cần thiết kế, cần lập thực đơn, chúng ta cần quan tâm chế độ dinh dưỡng cho những người bệnh tiểu đường. Thì để giải thích ha, để giải quyết cái vấn đề là những cái thức ăn nào, những thức ăn nào giúp cơ thể chúng ta duy trì tốt, duy trì ổn định cái lượng đường trong máu. Thì chúng ta có một cái chỉ số về mặt thực phẩm mà chúng ta cần lưu ý, người ta gọi là chỉ số GI của thực phẩm ha. Nghĩa là chỉ số GI là một trong những cái cơ sở để chúng ta có thể chọn lựa được thực phẩm thích hợp cho người tiểu đường hoặc thực phẩm có khả năng là ổn định lượng đường trong máu. Vì rõ ràng lượng đường trong máu lên cao hay xuống quá thấp đều gây ra những cái tác hại rất nghiêm trọng với cơ thể. Thì bạn nào cho cô biết chỉ số GI của thực phẩm là gì? Như cô đã nói ha, cô cũng thông tin thêm, hiện nay mà nghiên cứu sâu về dinh dưỡng là bộ môn mình có thầy Sơn. Thầy Sơn đang thực hiện rất nhiều cái đề tài tốt nghiệp rất hay về dinh dưỡng chuyên sâu. Và hiện nay một trong những cái mà thầy Sơn đang quan tâm ha, là theo dõi cái sự biến động của cái lượng đường trong máu của cơ hồng chuột á, khi tiêu thụ những cái thực phẩm khác nhau, những loại tinh bột khác vân. Được chưa? Thì bạn nào mà có liên quan quan tâm vấn đề này thì có thể liên hệ với thầy Sơn để mình thực hiện những cái vấn đề dinh dưỡng rất là hay. Rồi câu hỏi, cô nhắc lại câu hỏi nè, chỉ số GI của thực phẩm là gì? Bạn nào trả lời cho cô? Đây là một cơ sở rất quan trọng để mình chọn được cái thực phẩm cho người tiểu đường và những cái thực phẩm mà tốt, những cái thực phẩm có khả năng giúp chúng ta ổn định cái lượng đường máu đó. Đâu? Bạn nào trả lời cho cô xem, trả lời đi. Bạn Trí có đây không Trí? Dạ có. Rồi Trí trả lời giùm cô câu hỏi này đi Trí. Dạ cơ, chỉ số GI là chỉ số glycemic, là hay gọi là chỉ số đường huyết của thực phẩm, khi mà phản ánh tốc độ là tăng đường huyết á, sau khi ăn các thực phẩm mà giàu chất bột đường. Rồi, như vậy ha, bạn Trí vừa trả lời rất là chính xác ha. Chỉ số GI của thực phẩm là gì ha? Chỉ số GI là một cái chỉ số nó phản ảnh sự gia tăng của lượng đường trong máu khi chúng ta sử dụng những cái thực phẩm mà giàu carbohydrate. Nhớ nha, chỉ số GI mấy đứa đừng có dịch là chỉ số đường huyết, nghĩa là một số bạn vẫn nhầm là chỉ số này là cái lượng đường trong máu. Không phải, chỉ số GI của thực phẩm là một cái chỉ số nó phản ảnh khả năng làm gia tăng cái lượng đường trong máu, đường trong máu khi con người chúng ta sử dụng và tiêu thụ nhiều phẩm và carbohydrate. Được chưa? Như vậy trả lời tiếp cho cô đây chỉ số GI của thực phẩm một cái sơ đồ nó phản ảnh tốc độ làm gia tăng cái lượng đường trong máu của những cái thực phẩm với các chỉ số GI khác nhau và bản cái chỉ số GI của thực phẩm rất nhiều tài liệu cô gửi cho mấy đứa có chính xác đầy đủ luôn. Thế thì câu hỏi mà cô muốn đặt ra ở đây là những người bệnh tiểu đường thì nên chọn lựa sử dụng thực phẩm có GI cao hay thực phẩm có GI thấp? Hay sao? Bạn Trí trả lời luôn đi Trí. Cô hỏi lại hả cô? Chị Trang hỏi lên câu hỏi à? Rồi, câu hỏi những người bệnh tiểu đường. Mình nhìn sơ đồ này nè ha. Theo mấy đứa nè, cái đường đồ thị màu đỏ là đường đặc trưng cho những thực phẩm có chỉ số GI cao hay thấp, đường màu đỏ nè. Đúng rồi, chỉ số GI cao. Đường màu xám ha là cái đường, cái đồ thị biểu diễn sự gia tăng lượng đường trong máu của những cái thực phẩm có chỉ số GI thấp. Như vậy
Với cái biểu đồ này thì những người bệnh tiểu đường ha, chúng ta nên chọn lựa những thực phẩm có chỉ số GI cao hay là GI thấp. Không thì nhóm ha, bạn Trí không chưa trả lời được câu hỏi này. Thì nhóm bạn Trung trả lời tôi giùm cô đi. Dạ, thưa cô, là khi người bị tiểu đường thì là mình nên dùng cái thực phẩm số GI thấp. Là tại sao? Nếu mà sử dụng cái sản phẩm mà có chỉ số GI cao thì cái lượng đường huyết của trong máu người ta có thể là tăng lên một cách đột ngột. Thì cái việc dùng các thức ăn mà có chỉ số đường huyết thấp thì sẽ làm cho cái lượng đường huyết nó dễ kiểm soát hơn và nó không tăng vọt một cách đột ngột. Thì vì vậy là nên là những cái người mà bị bệnh tiểu đường thì nên là sử dụng những cái sản phẩm mà có chỉ số GI thấp. Dạ, cảm ơn bạn Trung ha. Câu trả lời rất là chính xác ha, và cũng không quá dễ hiểu để chúng ta thấy rằng ha, theo cái sơ đồ này một cách rất là trực quan, những người bệnh tiểu đường thì chắc chắn người ta phải tránh những cái thực phẩm có chỉ số GI cao. Vì sao mấy đứa để ý nè? Với những cái thực phẩm này thì chủ yếu là những thực phẩm giàu đường ha, và giàu đường. Và đặc biệt ha, một cái đại kỵ với những người tiểu đường ha, là không phải là cái chuyện ăn tinh bột không đâu, mà là ăn những loại trái cây chứa nhiều đường. Vì giả sử mình ăn tinh bột đi thì vẫn còn một khoảng thời gian để cơ thể chúng ta phải thực hiện sự tiêu hóa tinh bột thì nó mới chuyển thành gluco và từ đó nó mới làm tăng lượng đường trong máu. Nhưng với những cái thực phẩm giàu đường và đặc biệt là giàu các loại đường đơn, mà giàu các loại đường đơn thì chắc chắn là mấy anh trái cây nho à, hoặc đây là trái dưa hấu. Nhớ nha, đây là những thực phẩm rất tối kỵ với người tiểu đường. Vì sao? Vì đây là những cái thực phẩm mà cái lượng đường rất nhiều và lại có đường đơn nữa, cho nên khi mà ăn vô cơ thể thì quá trình tiêu hóa và hấp thụ rất nhanh à, mà vì tiêu hóa và hấp thụ rất nhanh cho nên là chuyện gì, cho nên là cái lượng đường trong máu tăng nhanh. Và khi cái lượng đường trong máu tăng đột ngột này thì buộc cơ thể của những người tiểu đường à, một là cơ thể họ phải ép insulin tiết ra nhanh, hai là họ phải tiêm đó. Những người mà tiểu đường mà trong giai đoạn cao rồi thì bắt buộc là hàng ngày họ phải tiêm cái insulin vô ha. Như vậy sự tăng lên rất nhanh lượng đường trong máu ha, ép cơ thể sản xuất nhiều insulin hơn, thì như vậy chuyện gì xảy ra? Gluco nó sẽ lại đưa đột ngột, đưa rất nhanh trong một cái thời gian rất ngắn, đưa ngược vô tế bào cơ. Và vì đưa quá nhanh như vậy thì chuyện gì xảy ra? Sau một khoảng thời gian tăng cao rất nhanh thì cái lượng đường nó lại hạ đột ngột rất thấp ha. Cho nên một cái vấn đề, một trong những vấn đề mà người bệnh tiểu đường họ rất quan tâm, họ rất lo lắng là cái lượng đường trong máu của họ thường xuyên thay đổi một cách đột ngột, và đặc biệt khi họ ăn những cái thực phẩm giàu đường thế này ha. Và dẫn đầu theo cái sơ đồ này ha, ý người ta muốn nói gì ở đây? Những trái cây ha, có nhiều đường là tối kỵ. Nhiều người hỏi cô, các bạn cô á, những người tiểu đường thì ăn trái cây, một số lời khuyên là ăn cây là tốt hay không tốt? Trái cây thì là trái gì? Là những cái trái ha mà cái lượng đường thấp. Ví dụ ở đây mấy đứa có thể còn đại kỵ ha, là cái đám này nè, dưa hấu này, nho này, xoài ha. Và những người bệnh tiểu đường ha, thì lưu ý ha, chúng ta nên chọn lựa sử dụng những cái thực phẩm có chỉ số GI thấp. GI thấp, những thực phẩm nào có chỉ số GI thấp? GI thấp thông thường là gì? Nếu là cơm thì chúng ta nên sử dụng cơm từ gạo lứt. Vì gạo lứt thì mấy đứa biết rồi ha, nó còn có một cái lớp chất xơ bao phủ bên ngoài rất nhiều ha. Và chính sự chất xơ này, cái sự có mặt của cái chất xơ này, nó sẽ khiến cho cái thời gian của thức ăn lưu lại lâu hơn trong dạ dày. Đó là cái quá trình ha, tiêu hóa và hấp thụ các cái hợp chất tinh bột nó sẽ chậm hơn rất nhiều so với ấy. Do đó là gì? Lượng đường huyết nó sẽ tăng, nhưng mà sẽ tăng rất từ từ, tăng từ từ và nó sẽ giảm rất từ từ kiểu này. Nó không gây ra sự chênh lệch, sự dao động quá mức của lượng đường trong máu. À, và một trong những cái thực phẩm rất tốt cho người tiểu đường là gạo lứt. À, pasta. Tại sao mấy đứa thấy nè, cái pasta lại có mặt trong cái danh sách này? Còn là bánh mì thì mình không nên là bánh mì trắng, là bánh mì nguyên cám. Thì cô nhắc lại ha, pasta
còn nhớ chút xíu kiến thức về môn lương thực thì mấy đứa sẽ biết. Pasta thì nó sẽ làm từ cái new rungwit, lúa mì cứt ha, và với một cái hàm lượng gluten rất cao ha, nó nhốt rất chặt cái mạng gluten rất chặt, thì cái việc mà các enzyme alpha amylase trong cái hệ tiêu hóa chúng ta tiếp cận được với các phân tử tinh bột để thực hiện quá trình tiêu hóa hấp thu là khó khăn hơn ha. Cho nên pasta là một trong những cái thực phẩm mà những người bị tiểu đường có thể cân nhắc chọn lựa sử dụng thay cơm trắng. Là chúng ta tìm những thực phẩm nào chứa tinh bột mà cơ thể khó tiêu hóa, thực phẩm giàu chất xơ, đã có chất xơ, pasta, hoặc như đây là trái chuối, mà đứa thấy là trái chuối xanh nè, đậu, các trái cây hoạt động cũng vậy, và chuối xanh cũng được, khoai, khoai thì theo bản thân cô, người tiểu đường không nên ăn khoai lang, vì khoai lang thì chỉ số GI nó cũng cao chứ không thấp, vì khoai lang nó ngọt, nhưng mà thí dụ như khoai tây nè, thí dụ như khoai sọ này, những cái khoai mà ít đường thì cô nghĩ là nó sẽ tốt cho người tiểu đường hơn là khoai lang nha. Cái khoai lang á, đặc biệt là khoai lang mật á, mấy đứa ăn vô một cách trực quan mấy đứa cũng thấy cảm giác được cái lượng đường nó cao. Nhớ ha, như vậy tóm lại ha, thì thông qua cái chỉ số GI của thực phẩm thì mình có thể chọn lựa được những cái thức ăn tốt cho người tiểu đường, hoặc là những cái thức ăn mà giúp cho chúng ta có thể là duy trì được cái lượng đường trong máu ở mức ổn định. Cô nhắc lại lần cuối cùng, lượng đường trong máu này cao hay quá thấp thì nó cũng sẽ đều gây ra. Rồi, thì phần cuối của bài là những một số vấn đề có liên quan tới việc sử dụng đường. Thì hiện nay ha, thì chưa có bất kỳ một cái bằng chứng khoa học nào chứng minh là đường có khả năng gây ung thư, nhưng rất nhiều người người ta quan niệm. Đây vẫn là một cái vấn đề đang tranh cãi, nhưng mà chưa có những bằng chứng khoa học nào chứng minh. Vì việc chúng ta tiêu thụ quá nhiều đường, đặc biệt là đường á, ở cái dạng đơn như là glucose, fructose, saccharose, thì nó có khả năng gây ra một số vấn đề với sức khỏe. Ví dụ là rất dễ béo phì do sự tích lũy quá mức của các mô mỡ. Rồi đường nó cũng liên quan tới bệnh tim mạch. Tim mạch đó, đúng không? Rồi hoặc là đường thì nó cũng liên quan tới bệnh sâu răng. Và hiện nay ha, có một cái giả thuyết mà người ta đang xem xét nè. Đố mèn giả thuyết này là gì? Những cái vấn đề về đường như là béo phì này, rồi tim mạch này, rồi sâu răng, thì cũng nghĩ là, nhưng cái giả thuyết cuối cùng hiện nay người ta, các nhà khoa học đang tìm cách chứng minh cho nó đúng hay sai, là vấn đề liên quan giữa được tiêu thụ quá nhiều đường với bệnh gì mấy đứa? Các bạn nào có thể giúp cô giải thích cái này, cô nghĩ là nó mới nha. Đâu, nào giúp cô trả lời câu đó coi. Nghĩa là việc sử dụng quá nhiều loại đường ở cái dạng ví dụ như là đường saccharose, glucose, ngoài việc làm gia tăng nguy cơ bị sâu răng, nguy cơ béo phì, bệnh tim mạch, thì nó còn liên quan tới vấn đề gì nữa? Sao mấy đứa? Còn nghe được cô nói không? Rồi ha, không nói thì cô cứ để đó ha, về ha, thử coi ha, thêm không có giả thuyết được liên quan. Như vậy vấn đề cuối cùng, như vậy chúng ta sử dụng các cái hợp chất carbohydrate với một lượng bao nhiêu đầy đủ, thì đa phần hiện nay nha, về cái hàm lượng carbohydrate thì như bữa mình làm thực đơn mình cũng biết rồi, người ta sẽ tính toán cái lượng carbohydrate cần sử dụng cho cơ thể. Một là chúng ta có thể tính toán theo tháp dinh dưỡng, hai là chúng ta có thể tính toán theo nhu cầu năng lượng ha. Và tổng năng lượng nhận được từ các hợp chất carbohydrate thì nó chiếm khoảng 60%. Tôi nhắc lại ha,
60% tổng năng lượng nhận được từ thức ăn, 25% là béo và 15% là protein. Trong 60% này thì hiện nay khuynh hướng dinh dưỡng mới là gì? Người ta khuyến khích mình sử dụng các thực phẩm mà có chỉ số GI thấp á, nghĩa là gì? Những cái loại rau củ quả, những cái thực phẩm giàu chất xơ. 30% còn lại mới là tinh bột, chứ chúng ta không có nên sử dụng hoàn toàn 60% các cái hợp chất. Rồi, như vậy ha, chúng ta kết thúc bài học ở đây. Rồi cô thấy bạn Tất nè có trả lời cho cô câu hỏi nè. Thì có hai vấn đề ha, nó tương đối mới và vấn đề chúng ta sử dụng nhiều được. Thì một số người cho rằng ha, nếu mà mình cho trẻ em á nó ăn quá nhiều được thì có thể là dẫn tới những cái hành vi, ví dụ như là tăng động, hành vi quá khích v.v. ha. Nhưng mà cái giả thuyết này thì hiện nay là hầu như là người ta chưa chứng minh được ha, và cũng có rất nhiều cái bằng chứng chứng minh là giả thuyết này chưa chính xác. Tuy nhiên có một cái giả thuyết mà hiện nay nhiều người chấp nhận hơn, là việc chúng ta sử dụng thực phẩm nhiều được thì chúng ta hay có cái cảm giác thèm ăn và gây nghiện ha. Thì giả thuyết này có thể là đang được chứng minh. Thường á, mình cơ thể mình thiếu cái gì mình thèm ăn cái đó, mà mình ăn thực phẩm quá nhiều đường thì mình lại thèm ăn, cho nên là ăn đồ ngọt là nó dễ tăng cân, cũng có thể là do cái giả thuyết này. Rồi, như vậy ha, phần tìm hiểu phần dinh dưỡng, các vấn đề dinh dưỡng có liên quan các hợp chất carbohydrate thì chúng ta kết thúc ở đây. Rồi như vậy tuần sau thì các em sẽ sang chương thứ hai, cái chương tìm hiểu về dinh dưỡng các cái hợp chất protein. Và như cô nói lúc nãy ha, đầu giờ thì cô cũng đã nói trước rồi, cô sẽ làm thông báo. Trong cái phần tìm hiểu về dinh dưỡng protein, nó có một cái hiện tượng rất hay, một cái vấn đề mà chúng ta cần quan tâm là vấn đề về dị ứng thực phẩm. Cô sẽ dành 5 cái điểm cầu và tiểu lượng cho 5 bạn nhanh nhất và đúng nhất về việc là các bạn có làm các clip giải thích clip nha, có lòng tiếng các bạn nha, giải thích về cái hiện tượng dị ứng thực phẩm nhanh nhất, sớm nhất ha. Các bạn gửi qua mail cho cô về clip ha, chúng ta nó hơi nặng, các bạn gửi qua mail đi. Rồi các clip xong cô sẽ up lên YouTube và cô sẽ chuyển lại trang MF để các bạn có thể nhận xét. 5 clip sớm nhất, sớm là đúng nha. Rồi có cần câu hỏi nào có liên quan về chương này hay không, chương các cái hợp chất ha, các cái vấn đề về tiêu hóa, hấp thụ, chuyển hóa, một số vấn đề về dinh dưỡng có liên quan đến sự tiêu hóa các hợp chất carbohydrate này. Có câu hỏi gì đặt ra cho cô về chương này hay không? Dạ cô ơi, cho em hỏi cái mà mình vận chuyển phúc tô á cô. Dạ là nó thì trong slide là nó có hai con đường á cô. Cô có thể mở lại cái slide đó được không cô? Phúc tô vận chuyển từ đâu em? Dạ từ lòng ruột vào niêm mạc ruột. Phúc tô. Dạ trên đây đúng rồi. Nữa con. Dạ. Thì làm sao mình biết được khi nào nó vận chuyển theo con đường thứ nhất mà khi nào vận chuyển theo con đường thứ hai hả con? Con đường thứ hai là con đường nào? Dạ cái chỗ mà khi mà có cái kênh vận chuyển hoặc là vận chuyển bị động theo radio nồng độ. Ở phía cái slide số 10 á con. Số 10. Phúc tô à? À, dạ.
Dạ, slide 30. Em nhìn rồi. Là cái hình màu trắng đen đúng không? Dạ. Là này đúng không? Dạ, phía trên. 30 coi. Riêng với toast thì các em lưu ý ha, toast thì chủ yếu ha là nó này, nhìn cái sơ đồ này thì em sẽ thấy nè, cái con đường vận chuyển chính của toast dù là từ cái ống tiêu hóa vào tế mạc bào niêm mạc ruột non hay từ tế bào niêm mạc ruột non vào máu thì nó đều thông qua cái con kênh GLUT, nó cái con đường vận chuyển toast mà không cần có sự tham gia hỗ trợ của năng lượng. Mình đứng lưu ý một điều ha, fructose nó hiện diện với một cái lượng thấp, không cao như glucose trong máu. Được chưa? Còn ở đây nè, nếu mà các em ha có một cái thắc mắc, các em có thể học là chỗ này nè. Thì ở đây ha, vì mình không bàn sâu về cái cơ chế cho nên cô đã chưa nói kỹ chỗ này, thì hỏi thì cô nói luôn. Thì hiện nay về cái cơ chế vận chuyển của các cái lượng gọi đường đơn, thì một là mấy đứa thấy nè, có khả năng thông qua các cái con kênh protein mà chúng ta ha, SGLT ha, GLUT vân vân. Ngoài ra nó còn có một cái hiện tượng là mấy đứa để ý nè. Người ta kêu là sự là nó có thể là di chuyển lách qua khe giữa các tế bào nếu như cái lượng đường trong máu là lớn. Và đặc biệt với fructose vì cái cấu tạo của fructose ha, nó dễ xuyên qua các cái hai cái khe tế và protein này. À, trong cái này nha, người ta gọi là vận chuyển đi cùng với cái solvent đó, tức là nó di chuyển theo cái dịch thể và nó đi thẳng qua. Và cái hiện tượng vận chuyển này nghĩa là không thông qua kênh, mà nói một cách nôm na và dễ hiểu là nó có thể là xuyên qua hai cái lớp, hai cái khe ha, giữa các cái tế bào, giữa các cái con kênh này. Tuy nhiên sự vận chuyển này, cái cơ chế này nó không có đặc trưng, và thông thường ha nó chỉ xảy ra khi một cái lượng đường rất 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 lớn được ăn, ví dụ mấy đứa uống mật ong có thể là hấp thu qua cơ chế này nè, mấy đứa để ý nè. À, còn đa phần mấy đứa nhớ cho cô, thì fructose chủ yếu là nó được vận chuyển thông qua những cái kênh vận chuyển, cái kênh protein mà vận chuyển mà không cần giao. Fructose anh này thì thật ra là nó đơn giản hơn cái gluco á, gluco mấy đứa thấy là nó khó hơn đó. À, mấy đứa chỉ cần nhớ cho cô ha, sự vận chuyển fructose từ lòng ruột non và tế bào niêm mạc ruột và từ tế bào niêm mạc ruột vào máu thì chủ yếu chỉ thông qua con kênh GLUT. Nhưng mà cái anh mà khó khăn ha, cái anh mà khó chịu là cái gluco. Nãy cô nói rồi đó, từ ống tiêu hóa vào niêm mạc là một cơ chế, từ niêm mạc ruột non vào máu thì lại thông qua con kênh GLUT, lúc này là không cần NA là một cơ chế, rồi lại từ máu vô các tế bào cơ là một cơ chế, cái cơ chế vận chuyển vô cùng phức tạp. Rồi còn câu hỏi nào nữa mấy đứa? Rồi, à, nếu không có câu hỏi nào thì buổi học của chúng ta kết thúc. Và tôi nhắc lại ha, nhanh chóng ha, bạn nào có quan tâm thì có thể làm những clip giải thích về cái hiện tượng dưỡng thực phẩm và gửi qua mail. Cô sẽ nhận và cộng điểm cho 5 clip sớm nhất và đúng, và sau đó cô sẽ post ngược lên cho các em cùng xem, giải thích về hiện tượng dưỡng thực phẩm, một trong những cái vấn đề về sức khỏe nó có liên quan đến cái sự tiêu hóa hấp thu cũng như tiêu hóa hấp thu các cái thực phẩm giàu protein. Mình sẽ bàn vấn đề đó. Rồi như vậy ha, tóm lại ở cái chương này, sự tiêu hóa và hấp thụ các cái hợp chất carbohydrate thì các em cần nhớ cái gì? Cái thứ nhất, các enzyme nào tham gia vào quá trình tiêu hóa các cái hợp chất carbohydrate này. Sự tiêu hóa các cái hợp chất carbohydrate diễn ra chủ yếu
tại những cái cơ quan nào trong cái ống tiêu hóa. Đến thứ hai là gì? Các cái vấn đề, đặc biệt là cái hội chứng là không dung nạp đường lactose, có trong sữa có thể gặp với một số người thiếu enzyme lactase. Rồi các em cũng cần nắm vững lại về xem lại ha, các cái vấn đề có liên quan về cơ chế hấp thụ các cái loại đường đơn. Các em không cần phải ở môn hóa sinh thì cô sẽ không yêu cầu các em phải thuộc và nhớ các cái phản ứng chuyển hóa nha, vì cái đó thì đã học hóa sinh rồi. Các em chỉ quan tâm cho cô ha, khi nào sự chuyển hóa gluco thành năng lượng diễn ra theo con đường thiếu khí, và khi nào diễn ra theo con đường thiếu khí, và khi diễn ra theo con đường thiếu khí thì có khả năng gây ảnh hưởng gì với cơ thể. Rồi thứ hai, các cái vấn đề có liên quan đến việc nếu chúng ta nhịn ăn, chúng ta từ bỏ hoàn toàn chế độ ăn có tinh bột, nhịn ăn uống thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả gì thông qua sự chuyển hóa, sự chuyển hóa các cái axit amin, các axit béo thành gluco thông qua cái chu trình chuyển chi. Và cuối cùng là vấn đề về điều hòa, cơ thể chúng ta bằng những cách nào có thể giữ cái lượng đường huyết ổn định và cân bằng để tránh cái hiện tượng đường hóa cao, đường hóa thấp. Rồi các em cũng nên phân biệt được các cái dạng tiểu đường tiếp 1, tiếp 2. Rồi vấn đề cuối cùng là chỉ số GI. Một chương nó có rất nhiều vấn đề, nhưng mà cô nghĩ vấn đề này thì nếu mà các em chịu khó nghe cô giảng, chịu khó trả lời trước. Chủ yếu là các em nên trả lời trước, vì khi cô thấy một điều là kể từ lúc cô đưa câu hỏi trước cho các em thì khi các em học thì cả các cái lớp thì có vẻ là các em nắm bài nhiều hơn. Đưa câu hỏi trước, các em mày mò tự trả lời trước và cô giảng lại một lần thì các em nắm bài rất là nhanh, nghe cũng không, nghe cô nói cũng không xa lạ và mình hiểu luôn. Rồi nếu không kể gì thì thôi ha, buổi học chúng ta kết thúc ở đây, nhớ làm bài tập ha, rồi làm clip gửi cô ha, cô sẽ có thông báo chính thức cho những bạn vô sau chưa nghe. Rồi rồi thôi ha, tạm biệt lớp. Chúng ta kết thúc buổi học hôm nay.